Chào quý anh chị ở khoa, anh em mua bông gì nè cả nhà. Qua đi mua đồ về mọi người. Ôi, mà quên mua rượu hả? Quên mua rượu rồi. Thôi đừng có buồn, lát nữa đi. Nhớ mua cơm. Đó, qua đi mua đồ rồi chỉ cần đi ở đồ thì cũng đi ở đây nha mọi người. Đó, cái bình kia kìa. Ông Điện đang nằm trong cái thùng xốp tí nữa vui nhỉ. Vậy là mải quá là quên đấy đúng không? Đó là quên ông Điện luôn nha mọi người. Có rất là đẹp nha. Ồ, bộ đẹp quá, bộ ly đẹp quá. Đẹp không? Mọi người thấy đẹp không? Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Không phải thùng này. Thùng kia kìa. Đẹp quá không? Của mình lên đẹp lắm, cũng mời nhau. Đây cả nhà. Hai anh em cũng khá vất vả, giờ muốn chưa cơm cháo cho mọi người. Chẳng tháo đó cho đây. Cho mát. Đó, hôm nay anh Tài xuống đây anh giỏi ghê luôn nha. Cảm giỡn đi sớm được rồi. Đó, anh em để Tài xịt nước xong anh em lấy nước xịt cho Tài nha. Xong anh em lấy nước tắm cho Tài nha. Rồi, Tài 66 rồi nha. Rồi, mày chạy à mày. Quả này cho mày lên đấy. Đâu mày căng vòi đi, tao xem tới. Rồi, Tài sao yếu thế Tài? Yếu vậy. Mày gấp ống này, gấp ống kìa. Tài yếu quá. Này khoan, gấp ống này. Tài bị yếu sinh lý nha mọi người. Yếu sinh lý là phụ bơm ấy phụt rất là làm lại ngắn. Tứ cái này là trời nắng nóng. Đâu làm lại anh coi nè. Đấy. Đây là tại Tài nhá. Đấy, mọi người nhìn thấy không này? Đó. Đây là phải đúng như này đúng này. Tài vô duyên. Đó, rồi đứng như này thì đúng y chang này. Ồ. Tầm này vẫn còn đưa Bactrim ra ngoài để đấy. Tại vì em phải quay nè, nó không có. Đưa đây, đưa anh quay của chú cho. Thôi thôi để đi chú. Đi đưa chú nhìn xem chú. Cái Bactrim ra ngoài nó thế nào? Vui rồi nha mọi người. Trời tiết này 37 38 độ rồi. Phải tưới nước này cả nhà. Nắng quá thì mất nước. Và mấy anh em post này ngoài. Mọi người vui. Rồi ai có rửa xe vô rửa chí 50 cả nhà. Không có rửa xà bông nha, rửa nước không à. Xe 50 phải đi ăn cướp chứ còn à. Mình rửa gì thôi nè. Mát đèn luôn anh biết đi. Gió nó thổi vô. Xin cho trong nhà luôn. Để xe qua luôn. Đó, xe này xe gì xong rồi nó khói lên cái vậy? Xe mang tốc độ. Đúng rồi, gỡ này đi, không giờ anh Khoa anh chừng gỡ nữa. Rồi, anh Khoa xe đi xin nhớt rồi Khoa. Qua chưa nắng em cũng tưới. Xe này chạy quá chạy luôn nè, giờ nè. Thấy không? Chạy cái vỏ nó lòi ra ngoài luôn nè. Lòi té vỏ luôn kìa. Đây nè, phải không? Ờ, đúng rồi. Cái vỏ lòi ra ngoài luôn. Đây cái mới. Không thấy cái ruột đâu á. Không thảo không thích lắm. Cứ xịt nhẹ nhẹ. Không có chảy thì không biết đâu sao mà kêu cống mà. Nó bụi quá trời. Lại ấy thì lát cho 20. Hai chục.
Đây không hút thuốc anh. Tại sao sao và đang xịt nước. Thôi tao không? Tại rửa xe anh kìa. Lô, mày rửa xe anh cho tay. Nắm dọc anh ơi. Cái này nhỏ yếu quá không gạt nó được. Chừa cho anh cái áo rồi một tiếng mày chín nước rồi. Một cái áo vào nước nó nhảy mát rửa cái nó xe. Rồi thịt cho sạch đi, thịt gì mà không sạch chỉ chân vậy, sạch hết cái bụi luôn đi. Đâu mình chủ yếu cho nó mát thôi chứ sạch gì. Mát mà mát chưa chưa ăn thấm lên đây, đứng lên thịt ngay chỗ đó luôn đi, thịt chỉ chân tại luôn đi. Sợ nó dâng vô nhà vô thấp xuống. À, nắng kinh luôn. Xe kéo motor cấp điện. Như cái đồng, nó cũng như cái ba lan. Ở đây chị Long có gắn cái cam để quay qua YouTube. Đó, quay dưới này là đó. Hello. Chị Long chơi bằng camera quay YouTube không mà chứ không có quay bằng điện thoại. Video khá là dài đó. Không lấy cái cam đó quay. À thôi thì bây giờ cũng xin kết thúc clip ở đây của chúng chị, các bạn, các cô, chú anh chị video tiếp theo nha.